Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức đến từ kênh Tin nóng đất Việt. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật 24 giờ qua. Cứu dân để tránh việc di dân là việc cần kíp và quan trọng nhất. Quý vị thân mến, Sài Gòn giãn cách, con số dương tính với virus corona của thành phố không ngủ luôn đứng đầu cả nước. Không còn chỉ là vài trăm, số bệnh nhân tính bằng vài nghìn ca đã quá quen thuộc khi nói về Sài Gòn bấy lâu nay. Và lịch sử ghi nhận, chưa có bao giờ cuộc di dân từ Sài Gòn về khắp mọi miền lại đông và kiệt quệ đến thế. Khó về được đến quê cha, đất tổ. Bao nhiêu ngày nay, hình ảnh từng dòng người với đủ các phương tiện tràn ra trên các cửa ngõ Sài Gòn không còn quá xa lạ. Người đi xe đạp, người dùng xe máy, thậm chí cả người đi bộ, tất cả đều nhếch nhác, mệt mỏi, vội vàng. Khác nhau về vùng miền, thế nhưng mục đích ra khỏi Sài Gòn lại chung, đó là tìm về nơi chốn quê hương bản quán mà cách đây mấy tháng, mấy năm họ đã từ đó ra đi để vào Sài Gòn nhằm tìm kiếm một công việc, một việc làm cũng như một cuộc sống tốt hơn với ruộng rau, trái nước ở quê hương. Rời Sài Gòn, chắc chắn trong tầm tưởng của những người dân đang lũ lượt vượt hàng trăm, có khi hàng nghìn cây số kia để về nhà. Có lẽ không nỡ, nhưng Sài Gòn hoa lệ đang bị thương, Sài Gòn hào sản tạm thời dừng lại. Không còn chỗ để họ làm việc, không còn chỗ để họ mưu sinh. Ở lại không chỉ đối diện với dịch bệnh, mà ở lại là vất vưởng, ở lại là đói, là khát, và quan trọng nhất, ở lại là tứ cố vô thân. Cảm thán về vấn đề này, chị Hoàng Điệp, một người Hà Nội sống ở Sài Gòn cho rằng, để bỏ Sài Gòn mà đi, những người dân ấy thực sự đã quá khó khăn. Nhìn các cuộc di tản của rất nhiều người lao động từ thành phố Hồ Chí Minh để về các miền quê cả nước bằng đi bộ, bằng xe máy với quãng đường hàng ngàn km mới thấy, thực sự người lao động ở các tỉnh thành sinh sống làm việc ở Sài Gòn quá đông, phải trở về bằng con đường nhiều rủi ro, đó là lựa chọn cuối cùng của họ, chứ nếu có lựa chọn khác người ta đã không chọn thế này. Sài Gòn đất rộng, người đông nhưng dễ sống. Chỉ cần có hai bàn tay và chăm chỉ làm việc thì không bao giờ đói được ở Sài Gòn. Mà thực sự, việc bon chen ở đây là ít hơn những đô thị khác. Đến người bán rong cũng dành một ngày nghỉ trong tuần chứ không bán mạng kiếm tiền như ở nơi đâu. Sài Gòn dễ sống nên người lương thiện đến, kẻ lưu manh cũng đến, trộm cắp cũng có, tội phạm cũng đầy nên tạo ra một đô thị đông dân và phức tạp. Và theo chị, người ta chỉ đến Sài Gòn chứ ít người bỏ Sài Gòn mà đi. Vì dù đi đến đâu cũng khó nơi nào dễ kiếm sống hơn Sài Gòn. Đợt rời bỏ Sài Gòn lần này cho thấy, thực sự họ đã quá khó khăn để lựa chọn rồi. Rời Sài Gòn để mong có một bữa cơm không phải quay quắt hay chờ đợi những mạnh thường quân. Cho dù có rau, có cháo, cũng còn có người thân, còn yên ổn nơi quê cha đất tổ. Rời Sài Gòn để nếu ra có trở thành F0 cũng có chính quyền, có các cơ sở y tế chăm lo. Họ bỏ Sài Gòn vì lẽ đó. Và những người rời được Sài Gòn ở một góc cạnh nào đó vẫn là những con người may mắn. Mặc dù có những con người mãi mãi không bao giờ trở về được nơi họ muốn về bởi tai nạn, bởi đuối sức và vô vàn các lý do khiến họ bỏ cuộc giữa đường. May mắn bởi còn có những người đang bị kẹt trong các khu phong tỏa, trong các khu vực cách ly và những người không còn cả sức để mà đi bộ về, họ bị kẹt lại Sài Gòn. Cuộc di dân này, những con người đã ròng rắn, lũ lượt khăn gói rời khỏi Sài Gòn, đáng thương, thực sự rất đáng thương. Trước khi cấm thì phải cứu. Biết rằng dòng người ồ ạt từ Sài Gòn về địa phương sẽ là gánh nặng cho địa phương. Khi mà nền y tế của các địa phương đa phần rất mỏng, thì hàng trăm, hàng nghìn người từ vùng dịch di chuyển về sẽ khiến hệ thống y tế của địa phương quá tải. Chính quyền địa phương bên cạnh chống dịch bên trong tỉnh còn sốt hầm hập nguy cơ từ những người từ Sài Gòn về. Thế nhưng không đón đâu có được, người ta về quê muốn nương tựa ở quê hương lúc khốn khó là nhu cầu chính đáng. Vậy nên tỉnh Thừa Thiên Huế mới làm việc với đường sắt, hỗ trợ một chuyến tàu đón bà con từ Sài Gòn về Huế, cách ly tập trung tại thị xã Hương Thủy. Toàn bộ chi phí vé tàu, ăn uống, sinh hoạt trong khu cách ly của người dân hoàn toàn miễn phí. Tạo điều kiện cho người Đà Nẵng về từ Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đà Nẵng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố được tổ chức đón dân, đồng thời đề nghị các tỉnh từ Bình Dương ra đến Quảng Nam tạo điều kiện cho các xe do Đà Nẵng tổ chức đưa đón dân được lưu thông thuận lợi và đảm bảo an toàn. Người từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đà Nẵng sẽ được cách ly y tế. Đối với người cách ly tại khu tập trung có hoàn cảnh khó khăn sẽ không phải đóng bất cứ chi phí nào trong suốt quá trình cách ly.
và Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có sẵn sàng đón người dân từ Sài Gòn về. Tuy vậy, không ít người không ủng hộ việc người từ Sài Gòn ồ ạt về quê, nhiều chính quyền còn lập lờ, dặn dò, răng đe người dân không được đón người thân từ Sài Gòn ra. Không thể phủ định rằng, việc người dân di chuyển từ Sài Gòn ra sẽ gây ra những xáo động và khiến tình hình dịch bệnh của từng tỉnh trở nên phức tạp. Nhưng giải quyết câu chuyện đi, ở thế nào đây khi đi không được, về không xong? Về việc này, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, Quảng Bình cho hay, để bà con yên tâm ở lại Sài Gòn, cần phải cứu họ trước đã. Theo đó, ngay lập tức, cần có một danh sách bà con lao động miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đang ở tại Sài Gòn và các vùng ven. Cần khảo sát thật nhanh hoàn cảnh của họ để báo cáo tỉnh, hội đồng hương, cứu ngay những gia đình, cá nhân ngặt nghèo, cứu ngay bằng tiền, lương thực, thực phẩm. Cùng với đó, các tỉnh có nhiều bà con mình ở Sài Gòn và các tỉnh vùng ven đang diện phong tỏa. Cần tổ chức một tổ công tác đặc biệt vào Sài Gòn phối hợp với các địa phương. Khó ở đâu, gỡ ở đó, cứu ngay bà con ở lại cho đúng nghĩa ở lại, có chỗ ở, có cái ăn. Khu hồi sức, ngày đêm chiến đấu trên làn ranh sinh tử. Quý vị thân mến, bên trong cánh cửa khu hồi sức tích cực COVID-19 không chỉ có những bệnh nhân nặng, ở đó chúng tôi còn thấy được sự nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ. Họ lặng lẽ chiến đấu trong từng giây phút, tất cả cho sự sống hồi sinh. Cuộc chiến này không có bom đạn, khi mà kẻ thù nhỏ bé đến mức vô hình. Họ, những y bác sĩ tuyến đầu, vẫn đang ngày đêm bám trụ, quên cả bản thân, dốc toàn lực giành giật sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào điểm nóng điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh tận mắt chứng kiến cuộc chiến khốc liệt của đội ngũ y tế. Tiếng tèn ten ten phát ra từ những chiếc máy monitor theo dõi chỉ số sức khỏe bệnh nhân vang vọng. Những bước chân vội vã, liên tục chăm khám, đặt ống thở, kiểm tra sinh hiệu cho các bệnh nhân. Những y lệnh ngắn gọn, dứt khoát cả những dòng mồ hôi ướt nhòe dòng chữ trên đồ bảo hộ. Vội vã trên từng bước chân, từng thao tác cứu người. Chuẩn bị đặt nội khí quản đi chứ không được rồi. Bác sĩ Trần Hữu Chinh, khoa nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy thốt lên. Ngay lập tức, mọi người lấy dụng cụ y tế lao vào thông đường hô hấp cho bệnh nhân. Rời khỏi phòng bệnh sau khi đặt nội khí quản cho một bệnh nhân lớn tuổi bị khó thở, bác sĩ Chinh lại tất bật quay ra nhận điện thoại. Chuyển xuống nhưng phải chuyển bệnh an toàn, oxy phải tốt mới được. Hiện tại bây giờ mình đang xếp giường, dưới này không còn giường nữa. Sau cuộc điện thoại vội, bác sĩ Chinh lại tiếp tục đến thăm khám cho các bệnh nhân khác. Họ tất bật trên từng bước chân trong mỗi cuộc trao đổi. Các anh em ở đây ngoài điều trị các ca bệnh nặng còn làm các ca ECMO ở các bệnh viện khác. So với lần đi chi viện tại Đà Nẵng trước đây, cường độ lần này dữ dội hơn rất nhiều. Lượng bệnh nặng chuyển về đây rất nhiều, tôi chỉ lo sợ bỏ sót bệnh nhân. Bác sĩ Chinh bộc bạch. Tình hình này khá tốt, chiều nay có thể rút máy thở, cho thở oxy dòng cao. Bệnh nhân này còn trẻ, mới 28 tuổi. Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu ICU, Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19, dặn dò đồng nghiệp. Hàng ngày, bác sĩ Linh phải liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, yêu cầu y bác sĩ bổ sung, thay đổi phương thức điều trị linh hoạt. Còn đây là sản phụ mang song thai 25 tuần, bệnh nhân mới 30 tuổi, 4 ngày trước được báo động đỏ từ Bệnh viện Trương Vương, song thai vẫn ổn. Sau khi chạy ECMO, sản phụ bước đầu ổn định nhưng vẫn còn đang trong tình trạng nặng. Lo lắng lớn nhất của chúng tôi là bệnh nhân này phải dùng thuốc trong quá trình điều trị. Điều này có thể ảnh hưởng đến thai nhi và chúng tôi phải nghĩ đến việc chấp nhận cứu được mẹ thì thai nhi sẽ bị ảnh hưởng, bác sĩ Linh nói. Vừa dứt lời, bác sĩ Linh nhanh tay kéo tấm chăn và đắp cẩn thận che lại chiếc bụng bầu cho sản phụ. Anh tiếp tục di chuyển qua phòng chạy ECMO số 16. Theo bác sĩ Linh, trên 400 bệnh nhân được chuyển vào đây, hầu hết đều trong tình trạng ngưng hô hấp, tuần hoàn. Có trường hợp đến phải đặt nội khí quản ngay, thở máy, làm ECMO cấp cứu, tạo sức ép rất lớn trong đội ngũ y tế. Chúng tôi trong tình trạng lúc nào cũng phải chuẩn bị giường, lúc nào cũng đối phó với các tình huống khẩn cấp, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần tiếp nhận, vận chuyển bệnh nhân đến các đơn vị khác để giải phóng số giường. Luôn luôn trong tình huống khẩn trương, bác sĩ Linh nói. Bác sĩ bạc tóc, mất khái niệm thời gian. Khoảnh khắc hiếm hoi khi chúng tôi bắt gặp hình ảnh bác sĩ 91 Trần Thanh Linh không mặc áo bảo hộ. Thay vào đó, anh mặc một chiếc áo thun, quần sọt giản dị, ngồi trong một góc nhỏ với ly mì ăn liền còn dang dở, mắt vẫn dõi vào điện thoại liên tục vì có ca bệnh cần xử lý. Áp lực điều trị và lo lắng cứu sống cho các bệnh nhân, tóc bác sĩ Linh bạc nhiều hơn và trong anh cũng già hơn trước. Lượng bệnh nhân chuyển đến ngày càng nhiều, các y bác sĩ lúc nào cũng tất bật lao vào công việc. Đối với họ, một ngày nghỉ trọn vẹn là điều xa xỉ. Chúng tôi không biết hôm nay là thứ mấy, ngày mấy nên chẳng biết cuối tuần vì ngày nào cũng như ngày đó.
Hôm qua chúng tôi cũng làm như vậy, hôm nay cũng làm như vậy. Có những lúc những tin nhắn động viên của người thân trong gia đình, tôi cũng không có thời gian trả lời. Có những đêm chúng tôi vào đây ráng giải phóng bệnh nhân lên các lầu trại để nhường chỗ cho những bệnh nhân mới đang phải xếp hàng chờ đợi. Nó không cho mình thời gian để nghĩ đến những chuyện khác, bác sĩ Linh trải lòng. Ngồi nép bên hành lang của bệnh viện để nghỉ ngơi, một điều dưỡng vẫn không quên hướng mắt về phía bệnh nhân bên trong phòng hồi sức. Từ hơn 10 ngày nay, điều họ thiếu nhất chính là được ngủ. Làm việc với cường độ cao, nhiều bác sĩ chỉ ngủ chưa được đến 4 tiếng mỗi ngày.